Ở trên em lên cây Hải Châu này anh em xem ha. Lấy thứ nhất làm dữ liệu, cái hai nữa lên một cubit chơi anh em ha, để anh em thích alo ha. Thì cây này rất là to nè. Cây này giờ là chiều trậu này anh em ha. Chiều trậu nó tính là 60 nha anh em. Trồng cái hình cốt đây của nó, bây giờ nếu anh em mình coi cho đo thì phải cũng gần, nếu mình đo vòng tròn như thế này, kiểu tròn tròn này phải hơn cả trăm anh em ha. Còn mà nếu cái thân của này tính khoảng 23 cm anh em ha, 23 18, nằm một cốt bởi liền cây luôn anh em ha. Thì hôm trước anh em có xem clip cái cây đây nè, thì bây giờ là nó đang trái trái, và cái trái vàng của nó thì sắp hầu như là, nói chung là sắp kết thúc chương trình trái rồi, nhưng mà bây giờ lại tiếp tục nó tức, nó lại đâm hoa tiếp anh em ha. Đâm hoa tiếp nè. Thì chúng mình quay cho anh em xem. Ở đây chúng chỉ là cái cách đơn giản, cách chăm, cách bón phân thôi mấy anh em, cách nước tưới thôi. Không có vấn đề gì cao siêu cả. Mình cũng phủ lên đây một cái lớp rêu rất đẹp rồi. Anh em ha. Đây người ta gọi là trỏ cỏ trân châu. Nhưng mà khi mà lên trên mạng Google gõ search để tìm vô mua mấy cái shopee lên cho đe thì hầu như không đúng. Quời nó ra cỏ gì anh em. Thì giờ anh em nhìn này, thấy đang cho trái rất là sai anh em ha, và đang cho hoa, có nghĩa là cái cây này nó đang ra, là đợt này đợt hai rồi anh em, hoa ra muộn luôn. Thì giờ anh em thấy trái nó rất là nhiều nè, từ tôi trồng kia đấy nha, đây mình quật vào đây anh em xem đó, thấy không? Đây. Đây. Đó. Nhiều lắm anh em ơi. Trồng chùm chùm luôn anh em ha. Thì cái này là Hải Châu lá nhỏ, đều lá nhỏ dài, nhưng mà do mình chăm nó sung quá với anh em ạ. À. Nó lên nó tuột cái kiểu này nè, mình nhìn thấy lá nó dày to anh em ha. Đó. Trái của nó cũng bự dài chùm chùm luôn anh em. Lá của nó thực chất nó như thế này thôi, nhưng mà mình chăm nó sung, có những cái lá rất dài anh em luôn. Những cái cành non nó rất là dài, thực ra thì lá của nó như thế này thôi. Cái giống loại này thì mình có giao lưu một số cây về ngoài phía Bắc, anh em đang chơi trái rất là ngon anh em ha. Thì đây cũng cốt khá duyên anh em ha, cũng cốt lớn anh em ha. Anh em cần alo cho mình số điện thoại Zalo 0932411987, hoặc là gọi trực tiếp cho mình nha, gọi trực tiếp cho mình cũng được anh em ha. Đó. Đây nếu mà tính chiều tầng ngang của cây này cũng phải gần 85, chiều cao của cây này cũng 60 thôi anh em. Hàng ngày chơi kiểu quá lùng lực cũng sai, cũng sai. Đó. Nhìn bên trong trái anh em ha, chùm chùm luôn, trái nó to dài. Bữa mình cũng giao lưu một cây này về với anh ở Đắk Lắk anh em ha, ở Hải Châu này. Rồi chờ ra hết một trái chơi xong, chơi thêm một bông nữa, ra tiếp một trái chơi hết, đem vô làm xương lại anh em ha. Những cái đọt non này nó ra thường xuyên, anh em mình bấm bỏ bớt đi, bấm bỏ thì nó vô mà lực nó tức là nó lại đâm hoa tiếp anh em lưu ý ha. Còn nếu anh em quyết định nuôi xương như thế này thì lúc này nó không có cho hoa đâu. Đó, bữa mình có làm clip mình xem rồi, kéo kéo gì mà đâu. Cây này là do đang để ở vườn, rất là nhiều cái cây khác nó chi, không có thấy được cái vị đẹp của xương anh em ha, không thấy được cái vị đẹp của xương dâm ha. Đó, thì ví dụ như cây đổ như thế này nè, cái độ thế này thì giờ nó cũng để bấm hết, bỏ hết những cái trái cũ. Hôm trước anh em nhìn clip cho anh em thấy á, thì giờ nó đang nứt được non ra anh em ha, nó nuôi được non. Giờ nếu mà quyết định nuôi xương á thì chúng ta nuôi tiếp, còn không chúng ta cứ ra độc non, chúng ta bấm hết thì nó tức, nó đôi lúc nó lại ra hoa ra quả. Như tiêu biểu là cây độ nhỏ này, cây độ nhỏ này thì của khách cọc rồi anh em ha, đang hoa. Hôm bữa mình quay khách cọc thì chỉ có vài cái hoa thôi, giờ hôm nay nó đe hoa rất là sai anh em ha. Đe hoa rất là sai, không có nhiều lắm, nhiều hoa lắm anh em. Trong này nếu mà tính sơ sơ chơi chơi chắc cũng phải vài trăm cái hoa chứ không phải ít đâu anh em ha. Rồi, ok anh ha.